Quý vị, từ ngày 1 tháng 10 cho đến nay, số người từ các vùng có dịch trở về Cà Mau đã tăng cao. Số ca F0 phát hiện trong cộng đồng cũng gia tăng, trung bình tăng khoảng 50 F0 một ngày. Địa phương này đã phải kích hoạt tất cả các cơ sở thu dung điều trị để ứng phó với nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng. Ngành y tế tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này hiện đang thiếu rất nhiều máy thở oxy dòng cao, toàn tỉnh chỉ có 6 máy. Đoàn bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện Chợ Rẫy mới đây đã đến Cà Mau để hỗ trợ địa phương phòng chống dịch. Đoàn công tác đề nghị các bệnh viện cần nâng cấp hệ thống oxy, đồng thời phân luồng bệnh nhân để tạo điều kiện cho bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng khi cần. Hiện Cà Mau có khoảng 50% số dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1. Quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quận huyện trên địa bàn về hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch. Theo đó, dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, các quận huyện đánh giá phân loại cấp độ dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Kết quả cấp độ dịch ở quận huyện phải đối chiếu so sánh với cấp độ dịch của phường, xã, thị trấn trực thuộc để có giải pháp can thiệp kịp thời. Việc đánh giá cấp độ dịch phải được báo cáo vào thứ 6 hàng tuần. Ban chỉ đạo phường, xã, thị trấn tổng hợp và báo cáo về Ban chỉ đạo cấp huyện. Kết quả này được công bố tại Cổng thông tin COVID-19 thành phố và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Vị tỉnh Nam Định đang khẩn trương xét nghiệm truy vết ngay sau khi phát hiện ca mắc mới tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên. Sở Y tế Nam Định cho biết đến chiều ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 22 ca dương tính mới, trong đó có 20 ca tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên. 20 ca này ban đầu xác định nguồn lây do tiếp xúc với bệnh nhân 864.619 đã được công bố được ghi nhận tại Ninh Bình vào ngày 17 tháng 10. Đến đêm qua, gần 90% người dân thôn Đằng Động đã được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Tỉnh cũng đã thiết lập vùng phong tỏa toàn bộ thôn, tổ dân phố có F0 theo phương châm ai ở yên, nhà ấy để chờ xét nghiệm. Quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 theo nghị quyết 128. Theo đó, thành phố cho phép nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, trà sữa được bán tại chỗ, đảm bảo mỗi bàn cách nhau 2 mét. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, xông hơi, bấm huyệt, vật lý trị liệu, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, điểm dịch vụ internet, trò chơi điện tử được phép hoạt động khi bảo đảm các điều kiện. Cơ sở phải được thẩm định và cho phép của Chủ tịch UBND các quận huyện. Cần Thơ cũng quy định người đến và về từ địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2 sẽ không phải xét nghiệm COVID-19, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú và thực hiện 5K. Người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc là F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Trong đó, nhân viên, người lao động xét nghiệm real-time PCR định kỳ 3 ngày. Còn khách hàng phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ. Tất cả phải được kiểm soát bằng mã QR. Thưa quý vị, hôm nay 19 tháng 10, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết mưa lạnh. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai thì trời giảm mưa và toàn vùng sẽ chuyển trạng thái mát mẻ khô ráo. Trong hôm nay, khối không khí lạnh tầng thấp tiếp tục suy yếu trên hệ thống khí quyển tầng cao. Mặc dù gió đông không còn hoạt động mạnh mẽ như hôm qua, thế nhưng các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ vẫn còn duy trì tình trạng mưa, trời còn lạnh và vùng núi cao trời rét. Từ trưa nay, mưa giảm hơn, thời tiết hầu khắp khu vực Bắc Bộ mát mẻ với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 23 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ tăng cao trên ngưỡng 27 độ. Từ đêm 20 đến 21 tháng 10, mưa dông xuất hiện trở lại, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cho biết trong ngày 22-23 tháng 10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục ảnh hưởng bởi không khí lạnh, trời rét. Do đó, thì người dân cần phải chủ động phòng chống rét cho người và cây trồng vật nuôi để giảm thiệt hại do rét gây ra. Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, thưa quý vị, một số người dân tại thủ đô Hà Nội đã có phản ánh cho biết được tổ trưởng tổ dân phố phát một tờ phiếu đăng ký tiêm chủng cho các con, trong đó có độ tuổi từ 3 đến 18 tuổi. Điều này khiến họ lo lắng không biết có nên ký tên vào cho con hay không, có bắt buộc phải đăng ký hay không. Và trước thông tin này, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có thông tin phản hồi như sau. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết Bộ Y tế mới có định hướng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, hướng dẫn cụ thể tiêm cho lứa tuổi nào, tiêm vaccine nào, thời điểm nào thì vẫn chưa có. Trẻ 3 tuổi cũng là lứa tuổi tiêm chủng, nhưng theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trước mắt chưa thể triển khai tiêm cho lứa tuổi này. Hiện giờ, quan điểm sẽ là tiêm cho lứa tuổi từ 12 đến đủ 18 tuổi.
Bên cạnh đó, việc tiêm chủng bao giờ cũng phải có thứ nhất chỉ định tiêm chủng, thứ hai có sự đồng thuận của người được tiêm chủng. Với trẻ con là sự cam kết và đồng thuận của bố mẹ. Do đó, bố mẹ có thể quyết định việc tiêm chủng của vaccine phòng COVID-19 cho con em mình. Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa trong thời gian tới sau 10 ngày đầu thí điểm. Đáng chú ý là cơ quan này đề xuất các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường từ tháng 12 nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt. Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tiếp tục triển khai các đường bay thường lệ giai đoạn từ ngày 21 tháng 10 đến 30 tháng 11. Theo đó, tăng tần suất khai thác 3 đường bay trục Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh lên 6 chuyến khứ hồi một ngày cho mỗi đường bay. Các đường bay khác thì tần suất không quá một chuyến khứ hồi một ngày đối với mỗi hãng. Trong vòng 15 ngày kể từ khi áp dụng, Cục Hàng không Việt Nam sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp. Từ tháng 12, nếu như tình hình dịch bệnh ở các địa phương được kiểm soát tốt, các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường. Sau giai đoạn thí điểm, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bỏ yêu cầu giãn cách ghế trên tàu bay. Và đây cũng là đề xuất được các hãng hàng không liên tục gửi đến cơ quan quản lý trong thời gian vừa qua. Trên các tuyến quốc lộ đã bắt đầu chứng kiến dòng người quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để làm việc. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với dòng hồi hương được ghi nhận nhiều ngày trước đó. Sau nhiều ngày ở quê nhà, hôm nay anh Bình và nhiều người lao động khác đã đưa gia đình trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Với những người lao động như anh, trở lại thành phố để làm việc và ổn định cuộc sống lúc này là hết sức quan trọng. Mình thấy hiện tại là thành phố Hồ Chí Minh đang giảm cái ca nhiễm, nên mình cho con cái quay lại trở lại học hành và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi, và người thân mình cũng đã có cách bảo vệ phòng chống 5K. Thì cảm giác hơi lo thôi anh ạ, không dám nghỉ giữa đường và chạy thẳng từ đó về đây luôn. Theo trạm trưởng trạm kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ tỉnh Đồng Nai vào thành phố Hồ Chí Minh, hai ngày hôm nay bắt đầu xuất hiện nhiều người dân quay trở lại thành phố làm việc. Đa phần những người dân đều là những người về quê từ đợt tháng 4. Hầu hết họ đã được tiêm vaccine. Tại các chốt kiểm soát, thủ tục để người dân đi qua các chốt kiểm soát tại tỉnh Đồng Nai cũng rất nhanh chóng. Hôm nay là sẽ cho người dân khai báo y tế, đồng thời đó là sẽ kiểm tra thẻ xanh hoặc là kiểm tra mã QR code của vaccine COVID hoặc là VNID để cho người dân thuận tiện đi qua chốt dễ dàng hơn. Là có hai cách. Cái thứ nhất, nếu như người lao động muốn trở về Đồng Nai mà không có phương tiện xe cá nhân thì chúng tôi sẽ phối hợp thuê xe để đưa rước người lao động từ cái nơi mà người ta cư trú về đến tỉnh Đồng Nai. Và lao động muốn đi bằng phương tiện cá nhân, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức là tập trung và cho bộ phận công an dẫn theo đoàn có tổ chức. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, trong buổi sáng hôm nay, địa phương đã ghi nhận hơn 2.000 người dân theo quốc lộ 14 trở lại tỉnh hoặc đi ngang qua tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương để làm việc. Theo đó, người dân đã tiêm tối thiểu một mũi vaccine, khai báo thông qua ứng dụng PC COVID sẽ được tỉnh bố trí đoàn dẫn đường để thuận lợi di chuyển đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho biết sẽ có văn bản để hướng dẫn cụ thể các địa phương về việc tuyên truyền cho người dân khai báo y tế và quét mã QR code thống nhất trên ứng dụng PC COVID. Trên thực tế, việc quét QR code khai báo y tế trên PC COVID đang phát huy được hiệu quả thiết thực trong công tác truy vết dập dịch. Theo thống kê của Trung tâm Công nghệ Phòng chống COVID-19, cho tới ngày 11 tháng 10, toàn quốc có 2,3 triệu địa điểm đăng ký quét QR code và trong đó thì có 200.000 địa điểm hoạt động thường xuyên. Tổng cộng hơn 76,5 triệu lượt quét được ghi nhận và trung bình mỗi ngày người dân thực hiện khoảng 500.000 lượt quét. Trước đó, nhiều người dân phản ánh việc nhiều điểm quét mã QR ở Hà Nội vẫn để yêu cầu quét bằng các ứng dụng cũ như là Bluezone hay là nCoV. Theo tìm hiểu, các tờ dán in điểm quét QR này có từ trước ngày 30 tháng 9 khi mà Bluezone nCoV chưa được nâng cấp thành PC COVID. Một số điểm quét mã QR khác thì người dân dùng ứng dụng Zalo để quét và lấy đường dẫn về tờ khai y tế.vn để khai báo y tế.
Thực tế, các dữ liệu khai báo này sau đó đều được liên thông về ứng dụng PC COVID quốc gia và đồng thời việc khai báo y tế cũng như quét mã QR bằng PC COVID đơn giản, dễ sử dụng hơn so với các ứng dụng còn lại. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại các tỉnh thành phía Nam đã tạo nên cuộc hồi hương lịch sử kéo dài nhiều tháng trời. Vượt hàng ngàn km bằng xe máy, ô tô và thậm chí là cả đi bộ, trải qua biết bao những khổ cực nguy hiểm, chỉ mong được trở về quê, nương nhờ quê hương khi sức cùng lực kiệt. Đúng là như vậy, tuy nhiên thì những cuộc hồi hương tự phát lại luôn tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro. Có những người đã không thể về tới đích khi mà gặp nạn trên đường. Và sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Không thể bám trụ lại Bà Rịa Vũng Tàu sau nhiều tháng mất việc làm, không thu nhập, anh Trần Văn Hạnh quyết định về Tân Kỳ, Nghệ An bằng xe máy. Thế nhưng vụ tai nạn thương tâm tại Quảng Nam khiến cuộc hồi hương của anh đã không thể tới đích. Còn tại Tương Dương, không khí tang thương bao trùm bản nghèo khi anh Lương Văn Hải đã không qua khỏi khi gặp tai nạn trên đường từ Bình Dương về. Trụ lại thì không có để mà sinh hoạt, ăn uống thì thiếu thốn. Cho nên phải cố gắng về, mà về phương tiện thì không có, rồi phải đi về xe máy. Về xe máy thì phải đánh đổi thì lại gặp cái tai nạn. Rồi tất nhiên gia đình mất mặt, con cái thì còn nhỏ nên vất vả. Con cái nhờ về bố là người trụ cột. Mà giờ bộ mất rồi thì giờ lớp một mẹ mà một mình mẹ thì giờ nuôi cho được ba đứa con thì cũng rất là vất vả. Khi nghe nắm được thông tin có công nhân trên địa bàn xã Na trên đường trở về địa phương thì tai nạn tử vong, thì đảng ủy chính quyền xã cũng đã thành lập đoàn xuống để động viên và chia buồn của gia đình, đồng thời hướng dẫn gia đình làm cả thủ tục an táng theo phong tục của địa phương. Thời điểm này, các hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ và đường sắt vẫn tiếp tục hoạt động cầm chừng. Không thể bám trụ lại nơi đất khách quê người, những lao động nghèo phải tiếp tục di chuyển bằng xe máy hàng nghìn km để trở về quê. Điều khiển phương tiện dài ngày dưới thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc hồi hương tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn. Đi đông về thì đi cả ngày nắng, đi là đêm mưa, đi bằng phương tiện là xe là gắn máy là đi nó mệt nhiều, mỏi lưng người, đau người, có nhiều lúc là mệt quá đi không chịu nữa là đi ngủ gần. Bên cạnh đó, với cả nghìn lượt người trở về Nghệ An mỗi ngày, người dân tổ chức di chuyển theo đoàn với số lượng lên đến hàng trăm người. Quá trình này mọi người ăn chung ở chung, tiếp xúc gần với nhau nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 là rất cao. Từ đầu tháng 10 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận hơn 40 bệnh nhân COVID-19 trở về từ các tỉnh phía Nam. Khi mà tổ chức cách ly tập trung với đã trải qua một quá trình di chuyển dài, những người dân này thì cái nguy cơ lây lan với nhau rất là cao. Nếu như có một người nào mà nhiễm bệnh thì rõ ràng tiếp xúc trên quá trình đi này, đấy là cái lây lan bệnh. Thứ hai nữa là trong quá trình cách ly thì cũng đã bắt đầu xuất hiện, đấy là việc lây nhiễm chéo ở trong khu cách ly. Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, Nghệ An vẫn chưa tổ chức được phương án đưa công dân hồi hương. Không thể chờ đợi thêm, mỗi ngày vẫn có cả nghìn người lao động nghèo chấp nhận rủi ro, tự tìm cách trở về quê, mong sớm ổn định cuộc sống nơi quê nhà. Rời quê hương để tìm kiếm việc làm, mong muốn có thể tạo dựng được một cuộc sống ổn định. Thế nhưng dịch bệnh COVID-19 lại khiến cho mong ước tưởng chừng như đơn giản đó bị giang dở. Hàng vạn lao động đã phải rời khỏi miền đất hứa trong sự bất lực để hồi hương. Vâng, vượt qua một cái hành trình đầy gian nan và không ít nguy hiểm, đa phần người dân đều đã trở về được quê hương. Tuy nhiên tại đây thì họ lại phải đối mặt với một bài toán nan giải, vốn là lý do khiến họ phải ly hương, đó chính là không có công ăn việc làm. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Sau nhiều tháng thất nghiệp, không thể bám trụ lại Bình Dương, đầu tháng 8, vợ chồng chị Lương Thị Hà phải vay mượn 5 triệu đồng làm lộ phí để về quê Nghệ An. Thế nhưng không có ruộng nương, không có việc làm, buộc vợ chồng chị phải lặn lội vào rừng sâu bẻ măng, nhặt hạt dẻ sống qua ngày. Đi làm
ở trong Nam có vất vả khó khăn quá, kiểu công việc làm phù hợp thì không có nữa, người thì nếu con trẻ thì còn có công việc phù hợp thì còn làm công việc nặng chắc cũng không làm được, kiểu tuổi sắp 40 tuổi rồi, mong muốn nhà nước cho ba ít bốn ở nhà kinh tế chăn nuôi, không muốn đi xa nữa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại các huyện miền núi, số lao động hồi hương rất lớn và hầu hết không có ý định trở lại. Tuy nhiên, việc thiếu tư liệu sản xuất, nhu cầu việc làm trên địa bàn không có khiến cuộc sống của người dân rất khó khăn. Nhiều huyện đã phải cấp phát gạo để người dân không bị đói. Nhưng ở nhà thì không có thu nhập chi cả, nhưng mà lâu lâu có người thuê thì bọn em cũng đi làm kiếm tiền mua sữa cho con. Vô Nam thì em không dám vô nữa vì sợ dịch bệnh. Muốn có công việc gần đây làm nhưng mà dư dịch cũng chưa giảm. Doanh nghiệp trên địa phương thì chỉ là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và cái mức tiếp nhận lao động của các doanh nghiệp đã bão hòa, nghĩa họ đã đầy đủ các cái lao động cần hợp đồng để làm việc cho các doanh nghiệp, và cũng chưa có cái máy xí nghiệp nào trên địa bàn nên tạo ra địa phương thì rất khó ở chỗ đó. Thứ hai, để tạo việc làm địa phương thì cơ bản vẫn cứ phải dựa vào là nông nghiệp. Nông nghiệp thì các hộ gia đình thì cơ bản đã được giao đất giao rừng để sản xuất nông nghiệp, và bây giờ để mở trang trại và mở cả cái trang trại và cái hợp tác xã thì cũng là một cái vấn đề mà huyện đang trăn trở. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh Nghệ An có gần 100.000 người trở về, trong đó có gần 67.000 lao động. Theo khảo sát của Sở Lao động, có hơn 45.000 người có nhu cầu việc làm tại các khu kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh chưa ổn định, các doanh nghiệp tại địa phương hoạt động chưa hết công suất, thì việc giải quyết việc làm cho lao động hồi hương là điều vô cùng khó khăn.